Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ thì chưa chắc bạn đã biết hết đâu nha. Ngày của mẹ năm nay, cùng Oppo biết thêm về mẹ, hiểu thêm về mẹ, bất ngờ hơn về mẹ. Ngày của mẹ năm nay, cùng Oppo bật mở chân dung vô hạn.